Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục Hỏi Hay Quá Ngay của DReview. Đây là một chuyên mục được phát sóng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Bên mình sẽ có một buổi live stream để giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn về các sản phẩm công nghệ. Vào cuối mỗi buổi live stream, bên mình sẽ chọn ra một bạn có câu hỏi hay nhất, thú vị nhất để trao tặng các bạn một phần quà đến từ DReview. Có thể là một chiếc pin dự phòng hay một chiếc tai nghe Bluetooth đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngay nào. Ở câu hỏi đầu tiên thì bạn Phương Nguyễn có hỏi: sinh viên nhập học rồi tư vấn điện thoại phù hợp đi anh, chụp ảnh tốt, hỗ trợ công việc ổn và dùng lâu dài. Với câu hỏi của bạn thì mình có một số gợi ý về những mẫu điện thoại khoảng từ 4 đến 6 triệu dành cho sinh viên. Như chúng ta có thể lựa chọn Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro hay là Oppo A5s. Những máy mình kể ở đây đều là những máy chụp ảnh đẹp, cấu hình tốt, hiệu năng tốt, giá thì cũng hấp dẫn so với các đối thủ khác cùng phân khúc đấy. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phúc Nút thì bạn có hỏi: anh ơi, iPhone 6s Plus chơi game 1GB đổ lại có mượt không anh? Theo anh, iPhone 6s Plus chơi game được bao lâu nữa? Với câu hỏi này thì mình có thể khẳng định iPhone 6s Plus vẫn có thể chơi những tựa game khoảng 1GB đổ lại khá là mượt mà. Còn bạn có hỏi mẫu máy này chơi game được bao lâu nữa thì mình nghĩ 6S Plus sẽ chơi game được khoảng 1 năm nữa đối với những tựa game nhẹ nhàng mà không yêu cầu cấu hình quá cao. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của bạn An Nguyễn. Bạn có hỏi Galaxy Note 9 và S10 Plus thì con nào đáng mua hả anh? Theo mình nghĩ lựa chọn dòng S với dòng Note cũng là sự băn khoăn của khá nhiều bạn. Dòng S có thiết kế mềm mại, có thể hướng tới phái đẹp, tuy nhiên nó lại có cấu hình mạnh hơn. Dòng Note thì hướng tới sự nam tính, mạnh mẽ, có chiếc bút S Pen phù hợp với những bạn thích vẽ vời, ghi chú. Vì vậy, lựa chọn hai sản phẩm này tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Giận. Bạn hỏi, ask cho em hỏi, hiện tại OnePlus 5 ví dụ như khi mua về nhưng hỏng thì không biết có phụ kiện thay nhiều không nhỉ? Theo mình thì đối với một dòng điện thoại nhập khẩu như OnePlus 5 thì phụ kiện và linh kiện của nó khá là khó tìm và đắt đỏ. Vì vậy, nếu bạn muốn chọn một sản phẩm có cấu hình mạnh, giá rẻ thì mình khuyên bạn nên lựa chọn Xiaomi. Ở đây mình có gợi ý cho bạn một chiếc Xiaomi Redmi K20 Pro. Mẫu máy này sử dụng con chip Snapdragon 855 mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, mức giá của nó thì chưa đến 8 triệu đồng đâu đấy. Chuyển đến câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Gao Đỏ TV. Bạn Gao Đỏ TV cũng tham gia khá nhiều livestream của DReview đấy. China đang chiếm lĩnh thị trường điện thoại Việt Nam, có cách nào làm ngược lại không anh? Thì theo mình nghĩ làm ngược lại thì hơi khó. Tuy nhiên mà điện thoại Trung Quốc vừa rẻ vừa bền vừa đẹp thì tại sao chúng ta lại không dùng nhỉ? Hơn nữa đồ dùng của Việt Nam đến từ Trung Quốc mình nghĩ cũng phải đến 80% đấy. Đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Dung Nguyễn thì bạn có hỏi Redmi 5 giá dự kiến là bao nhiêu với anh và sẽ dùng con chip gì? Redmi 5 và 5 Pro thì chưa có giá dự kiến, tuy nhiên mình đoán sẽ rơi vào khoảng mức đến 4-6 triệu. Theo một số giờ gì thì Redmi 5 sẽ dùng con chip Snapdragon 665, còn Redmi 5 Pro sẽ dùng con chip Snapdragon 712. Những thông tin về hai mẫu máy này sẽ được cập nhật sớm trên DReview, nên các bạn cùng chờ đón nhé. Trên đây là những câu hỏi của số hỏi hay quá ngay thứ 8. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy để lại comment xuống phía dưới để mình giải đáp nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé.